Thôi, nông cơ long mới về hàng mới các bạn thấy không? Nè là coi như bánh vỏ xe nè. Đó, vỏ của theo xe thì ở đây mình thấy con này con gì đó Sibora hả? Hai cầu mà không biết mấy ngàn này mấy. Đó. Hàng bãi thường mới về là nó vậy các bạn. Đó, còn mấy nắp nữa bên hông nữa không biết sao. Rồi Isuzu ATA 227 nè. Rồi TA27 Isuzu nè. Đó, hàng bãi đó. Lên hộp 150 nè. Lên hộp 150 ha. Rồi gì ta? Isuzu. Đó, hàng mới về thường thường nó vậy. À. Còn đây. Isuzu Custom. Custom A210 21 mã lực. Thấy không các bạn, thấy không, mới về bãi mà về, thấy không, hàng này các bạn nhìn vô đồng hồ này, chỉ có 1.409 giờ đó, thấy không, đó nhiều bạn nói tua rồi. Đây như bây giờ anh thử con này coi, 1.187 giờ các bạn thấy không, rất là ít đây nè, đó 1.187 giờ nè, đó. Đó hàng mới vừa về tới nơi nè, ai tua tiếc làm gì, coi còn dầu không? Thông thường là dầu thường thường nó còn về còn nhiều lắm, còn dầu nha. Đó rồi như con này nè, mới có 700 đó, bên Nhật nó xài rất ít nhưng mà bỏ bãi vậy, con này mới 778 giờ các bạn ha, à rất là ít nè ha, 778 giờ đó, ít giờ ghê luôn. Rồi như con này Isuzu, như con này nè 1.417 giờ nè các bạn thấy không, rất là ít chạy. Những con này các bạn nhìn cái mã nó xấu vậy thôi nhưng mà máy móc đồ chạy lên đã lắm, bạn nhìn thấy thì vậy đó, đã lắm. Con này không biết bao nhiêu ngựa lực ta, à 20 ngựa 200 đó. Rồi đây còn nè 559 giờ các bạn thấy không, zin của nó nè, mới từ Nhật về. Nên có nhiều bạn kêu là về nó vậy cho nó dơ giấy rồi nó vậy. Xong bắt đầu người ta ráp đồ vô, người ta rửa ráy sạch sẽ, người ta đánh bát đồ lên. Rồi như mấy con sâu xấu như vậy thì người ta tút. Đó, tút tẹp đồ nó lên thì nhìn nó đẹp lắm. Đó, nhìn nó đẹp lên liền à. Rồi con này con một cầu nè. Con này mới chạy có 210 giờ. Đó, rồi. À, anh ơi, ở đây có mấy đầu nào cỡ 50 triệu không? Không có hả? À? Như chiếc mà KH5H này nhiêu tiền? Mấy? 55 triệu hả? Ờ, à, được rồi chứ. À, vậy vài bữa hôm sau ông kia lên mua. Ông đang tìm đây. 55 triệu. Khá đẹp rồi chứ. Máy đào giá 55 triệu ha, quá ok ha. Rồi như cái máy đào, máy đào này là gì anh? Mitsu gầu không mấy, không ngọt không, mình bán cỡ nhiêu? 60 hả? Ờ mấy đây cái 60 cái 55 nè. Ờ ha, à mình vậy là cũng có rồi. Con kia 2002 Kubota 2L22DT kìa. Rồi, máy gặt lúa. Lúa. Răng ma. Thấy không các bạn, thấy không? Cái này người ta bỏ lên ta rửa sơn hóa vậy chứ mấy cái máy này nó còn mới lắm các bạn. Đây nè, con này chạy có 360 giờ thôi. Đâu có nhiều đâu. Nè, 360 giờ. Đó, nó còn mới, mình thấy những cái tem cái này. Nè, tem này còn mới tinh, sơn nữa còn mới ghê luôn. Mới lắm luôn, nước sơn zin luôn á. Mấy này mà đưa vô mà mấy anh em nào mà người ta đánh bát đánh đồ lại thôi, khỏi chê. Mà có điều có cái con này thì ben điện nha. Ben điện. Đời này ben điện. Này thì nói chung vỏ đồ quá còn quá đẹp á. Vỏ đẹp lắm. Số tự động hàng bãi nó vậy các bạn.
Thằng bãi là nó vậy. L2202DT. Đó, như mấy con này mà bây giờ mà nói xin lỗi các bạn chứ. Mà lên mà bát biết đồ này nọ lên dọn viết đồ lên rửa rồi. Kìa các bạn thấy không? Tem sườn rồi. Thấy không? Còn len can luôn, dọn rửa đồ lên nơi đẹp bao chê luôn. Tiếp tục mình đi xem. Trời, một chiếc xe rùa. Ôi, chà, nó đẹp nhức nách luôn. 600 kg. Nắp e, động cơ xăng Kawasaki. Đó, như con kia các bạn thấy không? 160 lên hốt. Như con 180 TU nè. 180 nè. Đó. Nhiều lắm các bạn. Bây giờ mình nói thật là nhiều luôn. Wow. Xe điện. À, không phải xe điện. Xe gôn. Đó, đây. KE3. Mấy chiếc này nói xin lỗi với các bạn. Mang về mà dọn lại thôi. Tuyệt vời luôn á. Maruyama. Con này quá dữ dội ha. Cái bom khủng khiếp. Bom M9306. 36. MS vậy cái này nó khoảng bao nhiêu ta? 30 mã lực. À 903S. 9 mã lực hả? 9 ngựa. Bom 9 ngựa. Máy hai máy nè, một máy chạy, một máy bơm. B6. Rất là nhiều thứ, hàng bãi rất nhiều thứ, nó rất là độc các bạn. Trời ơi, dạng ép luống này sao làm móp hết rồi ta. À, nó làm móp cái miếng. À, miếng đó bằng nhựa. Đây nè, có chiếc xe Gol nè các bạn. À, con này Mitsubishi 1800. Hồi nãy mình quay nè. Đây, con xe Gol nè. Mới vừa ráp chắc. Hitachi. Xài động cơ. Ủa, xài điện ta. Xe điện. Xe điện, Gol điện. E246. Một ngàn 106 giờ. Xe rùa dân mang. Máy gặt lúa.